Cùng với đường hoa, lễ hội đường sách Tết nhiều năm qua đã trở thành sự kiện hết sức quen thuộc với đông đảo người dân thành phố Hồ Chí Minh và du khách mỗi dịp năm mới. Năm nay, lễ hội đường sách Tết Nhâm Dần 2022 tiếp tục gây ấn tượng với bạn đọc gần xa qua sự đầu tư công phu với những hoạt động phong phú, đặc sắc. Thưa quý vị, không gian đường sách Tết năm nay được thiết kế rất là ấn tượng và bắt mắt. Mọi hạng mục thì đều được đầu tư kỹ lưỡng cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện. Mỗi năm thì đường sách Tết đều mang đến những màu sắc tươi mới, phù hợp với nhiều đối tượng bạn đọc ở mọi lứa tuổi để cùng đến tham quan, thưởng lãm và mua sắm. Lễ hội đường sách Tết Nhâm Dần 2022 có lượng sách được trưng bày rất dồi dào, lên đến 50.000 tựa sách của các đơn vị xuất bản, phát hành trên địa bàn thành phố. Các tựa sách đạt giải thưởng sách quốc gia của các đơn vị cũng được giới thiệu rộng rãi đến công chúng. Ngoài ra, ban tổ chức còn trưng bày báo xuân dưới dạng phiên bản điện tử để bạn đọc thưởng thức. Đường sách Tết đã góp phần nâng cao văn hóa đọc đến người dân, tạo không gian giải trí, hoạt động văn hóa vui xuân lành mạnh, vui tươi. Về sách của em bé thì thấy những đầu sách khá là mới mẻ, với lại cũng là những cái sách mà bé nhà mình rất là thích, đó là những sách thiên về tò mò khám phá, về thế giới, về cuộc sống xung quanh. Còn mình thì lại thiên về những sách về kỹ năng sống. Năm nay mình đi thì mình thấy rõ ràng là họ thiết kế rất là phong phú và rất là trẻ trung. Mà con đi thì rất là đông vui nhưng mà lại vẫn cứ giữ được cái coi như là bảo vệ được cái 500k đó. Tôi thấy đường sách năm nay thì tôi rất là thích, tại vì có rất là nhiều loại sách. Nó phong phú đa dạng cho mọi người có thể chọn lựa tiểu thuyết, truyện tranh, truyện thiếu nhi, rồi cả sách tiếng Anh rồi cũng có, và thậm chí đồ chơi cho trẻ con. Sách là một người bạn không thể thiếu trong gia đình mình, và năm nào mình và gia đình cũng đến cái đường sách này để lựa chọn những quyển sách hay và bổ ích, thư giãn trong những ngày xuân và còn để tặng cho bạn bè, người thân. Đây là một món quà rất thú vị trong ngày đầu năm mới. Theo Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến hết ngày 6 tháng 2, tổng số bản sách bán ra là hơn 35.000 bản, tăng gần 440% so với năm 2021. Riêng lượng khách tham quan tăng 800% so với năm ngoái. Thưa ông, lễ hội đường sách Tết năm nay thì có nhiều dấu ấn đặc sắc về nội dung trưng bày triển lãm cũng như là cách thức thiết kế, quy mô, dàn dựng rất là ấn tượng. Ông có thể nói về những nét đặc sắc của đường sách Tết năm nay ạ? Lễ hội đường sách Tết năm nay của thành phố thì nằm trong một cái bối cảnh tương đối đặc biệt, đó là thành phố vừa trải qua một cái năm đại dịch. Trên cơ sở đó thì cũng Sở Thông tin Truyền thông cũng đã cố gắng xây dựng một cái không gian thiết kế đường sách mang màu sắc trẻ trung, tươi mới hơn để thể hiện được cái tinh thần lạc quan của chính quyền và nhân dân thành phố. Bên cạnh đó thì về cái nội dung thì cũng đã truyền tải được những cái nét tươi mới. Đặc biệt là đã lần đầu tiên giới thiệu đến bạn đọc, công chúng cũng như là người dân thành phố về cái không gian sách nói. Với rất nhiều những cái nét đặc sắc của đường sách Tết năm nay, cho nên là theo ghi nhận thì cái lượng khách tham quan năm nay là tăng hơn gấp nhiều lần so với năm ngoái, đúng không ạ? Lễ hội đường sách Tết năm 2022 đã tăng 800% so với năm 2021. Lý do là năm 2021 thì cũng là một cái năm dịch bệnh đến cũng rất là bất ngờ trong cái không gian lễ hội. Điều đó thể hiện rằng cái không gian lễ hội đường sách Tết hàng năm trở thành một cái món ăn tinh thần không thể thiếu đối với người dân thành phố. Đặc biệt là có những cái không gian giới thiệu tri ân những cái lực lượng tuyến đầu chống dịch, những cái mô hình thiện nguyện rất đáng trân trọng của người dân thành phố trong thời gian vừa qua. Sở Thông tin Truyền thông cũng sẽ cố gắng làm sao mỗi năm sẽ đổi mới và giới thiệu các cái tựa sách, các cái mô hình và các cái phương pháp đọc, nghe, nhìn để phát triển văn hóa đọc chung của người dân thành phố. Vâng, xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh có buổi phỏng vấn ngày hôm nay.